Should old acquaintance be forgot? Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với gia đình Melon Live in America. Thì hôm nay á, tụi mình sẽ ăn món thịt heo quay á mọi người. Thì mọi người nhớ bữa thịt heo quay mà mình đi mua ở ngoài chợ không? I'm only a plate. Okay. Mời mọi người cùng ăn với vợ chồng mình nha. Cái này giòn quá. Are you okay? Mm-hmm. Hôm nay ăn bánh mì thịt quay. Ủa quên, bánh hỏi thịt quay. Bánh hỏi thì mình tự luộc nha mọi người. You want a spoon? Yeah, I'll treat it. I'll take that spoon off you. Ly ăn đi, cuốn cuốn, mình không có cuốn. Mình chấm thức mắm. Ly thích cuốn đó mọi người. Mọi người thấy giòn nó sợ. Cái này mình mua ở chợ thôi á mọi người. Ở chợ của người Hoa, dịch quay bán cũng mình cũng thấy ngon ạ. Để khi về mình hâm lại á, cái nó giòn. Cái heo quay này cũng ngon. I like that meat really good. You like it too? Oh yeah, it's really, it is good. Next time we gotta buy extra little 5 pounds then. Right? Good. We can put in the fridge. Mm-hmm. Check out the leaf, the full leaf, don't break the leaf. Yeah, here, this one. Or you can eat like me if you want to. Dripping and put the letter in your mouth. It was so difficult to you, for real. Mm-hmm. Mình thích ăn da mà. Người ta nói là hình như bị cholesterol, mình cứ mê ăn da. Alright, give me that big leaf. Mm-hmm. Save them for me. Because the big thing can grow, the small can't grow. You can get it like this. Get it like this. Much bigger piece of bone than I thought. Mình không thích cuộn lại mà nó rớt tùm lum á. Đây thích cuộn lắm.
mình thấy nó ăn chấm 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 vậy. Nạt dữ lắm, không có nở. Anh nghĩ đi, phải cuộn. Cho nên là cho ảnh mấy cái lá mà hẳn nó nguyên đó mọi người. Hôm qua mình ăn thử vịt quay mọi người. Mà mình không có quay mọi người. Cái vịt quay á hả? Ngon. Nhưng có điều á là mình đưa cái nước sốt cho ba mình nè. Bữa mình mua vịt quay á, mình không có, mình mua nửa con. Mà ba mình á hả, bây giờ có tủ lạnh hả, đồ ăn quá trời luôn. Bà chị bà mua cho ăn lễ á. Mà rốt cuộc đâu ăn đâu. Mình không biết cái gì ở cổng mình nó quá chừng luôn, không có chỗ để. Trời hả, mình đem qua, mình đem cái thịt kho tiêu của mọi người. Hồi bữa mình mua thịt đó mà mình làm mình không có quay, mình không có quay mọi người coi. Các bà chị mình hôm nay nè, bà làm cho bà chị chồng mình á, chỉ làm, chỉ lấy ra chỉ hâm lại. I talk about a patty, warm up the pork chop for that today. Yeah. Hồi nãy mình mới gọi ba chồng mình á, coi là hỏi ba ăn chưa. Ba nói ba mới ăn salad à. Ăn khai vị á mọi người. Ở Mỹ hay ăn khai vị. Còn chồng mình nè, chồng mình là Việt Nam, Việt Nam quá. It's a Vietnamese guy. This guy is a Vietnamese guy, not gonna salad, not gonna salad like Americans. You need me help? Look like the shirt got to check off, right? No, I just put the shirt on. Oh my god, I'm freezing to death. Here. Trời, nghĩ sao hằng chả, hằng chả, hằng chả từ Michigan nha. Mà bây giờ hằng chả than chả lạnh. Đây này, từ Việt Nam qua là không có gì á. Không có mặc áo lạnh luôn á. Go ahead, pick what you want. I have more some over there. Mình có một chỗ này mình thích cái chợ này ghê á. Mẹ mình có dịp qua đây mình dẫn mẹ mình đi chợ nè. Hơi xa nhà một chút. Phải chờ ly á, đi một mình không dám đi. Đi mình buồn. Nếu mà đi hai người thì đỡ. Cái bà chị bạn kế nhà, bà đi làm mấy bữa nay bận quá. Lũ chỉ đi Costco mà chưa có dịp đi nữa. Chị nói tuần sau. This one they have a little fat in here, you eat them. Mình không thích ăn mỡ mọi người, ly mê mỡ lắm á. Có nhiêu là cũng thòm hết á mọi người. Ăn thịt ba rọi á, làm một mình ly là quất hết, tém hết. Mình là không đụng vô, mình không thích mỡ. Nó kỳ lắm, khó ăn á. You eat the full part, like this one they have a, the fat. And this break apart, they don't have a fat, I will eat them. Yeah, this one should have a fat in here. This one have a fat in here. This one probably have a fat between them right here. Let me have this one, this one. Yeah.
enough. I will warm up more. Mm-hmm. I have enough. Say this one. Mm-hmm. Eat that part first. This one too. This one too. This one too. Have a fat. Oh no, this one fat. My bad. Then that marinade tastes really good too, huh? Mm-hmm. Hôm bữa mình mua có 2 pound rưỡi à. Mình mua 2 pound mà cái cô đó cổ chặt 2 pound rưỡi, cái mình lấy luôn 2 pound rưỡi. Cái mình mua nửa con vịt. Chả biết ăn có hết không á. Sẽ để lâu quá không ngon mọi người. Nhà mình là hay có tập mua xong rồi cái không có, không có giờ ăn. Last one for me. You can eat it. Sáng giờ hai chồng chưa ăn nữa. Đi nãy ăn miếng gỏi cuốn. Gỏi cuốn ngày hôm qua còn lại mà. Ngày hôm qua mình không có quay video, tại vì ngày hôm qua mình không có ăn. Có mình Ly ăn, mình ngồi mình cuốn cho anh Nị Ly ăn. Ly ăn gỏi cuốn thịt, thịt ba gọi. Mình định cho mua nửa con vịt cho ba chồng mình á, nhưng mà rốt cuộc á mình đưa cho ba chồng mình một hơn một vật, mình trừ lại mấy cục à để mình ăn thử mấy cục mà gần cái cổ, mọi người đi ăn thử cái đó ngon. Tao đó nghĩ sao biết mua cái nửa con à, nhưng mà ba chồng mình nó muốn ăn thử cái thịt này nè, ba rọi cái gì thịt quay, cho nên là mình đưa thịt quay làm cho ba mình á, mình lấy một ít ra. Thịt là thịt vịt đó mọi người, quay á để mình ăn thử có ngon, lần sau mình mua nguyên con. Mà cổ chặt cho mình không có cần phải về chặt, mình không biết chặt không được, chặt không quen á mọi người, là nó nát bét á, ăn không ngon. Cái này để gì ta? Bánh hỏi á, mình tự luộc luôn mọi người. Mình không có luộc gì hết trơn á, mình nấu nước á, nấu nước sôi á. Cái mình xếp bánh hỏi á, xếp lên, xếp chồng chéo lên nhau vậy nè, để cho nó có cái lỗ thông á mọi người. Xong cái mình đổ nước sôi vô. Mình để khoảng 1 phút 30 giây trong cái bịch nó ghi là 1 phút 30 giây. Mà mình phải để hơn, tại vì mình cho hơi nhiều á. Cái mình canh khi nào nó mềm á, cái mình lấy ra mình xả nước liền. Mình để ráo là xong. Còn cái này mình bỏ vô air fryer. Bởi nó không có bị mỡ. Chứ bỏ vào microwave nó mềm èo, ăn dở lắm. Nguyên con vịt chỗ này á, nguyên con heo quay chỗ này á. Khoảng như ta, 30-35 pound, 20 gì à. How many kilogram? 32 or 35, probably around like 15 kilogram, huh? 30 pounds. Mm-hmm. Yeah. Cỡ bao, cỡ khoảng đó mà. Nguyên con heo quay 15 ký tới 17 ký cỡ đó là tầm 169 đô một con. Là chưa chặt nha mọi người, nguyên một con luôn. Còn nếu mà người ta chặt giùm cho mình á, go ahead finish it, I'm done. Nếu như mà người ta chặt cho mình, người ta tính thêm mình $20 nữa. Không, nhưng mà nếu mà có bạc ti này nọ mình mua con á, hôm qua ba chồng mình hỏi, mình nói thôi đây bữa nào có tiệc hay gì á mua, chứ giờ tự nhiên không, nhà mua heo quay ăn không chắc chết, nó ngán chết luôn á.
ít người á, nó ngán lắm. How old are you there? 90 years old? 90 for the January, June, right? July, in 90? You want a little? This one, that one. No, huh? Give me that little piece underneath it. Mm-hmm. A small one. Can you finish that? Because put back in and it's really dry. Mọi người, mình nói với là Ly á, là hả, tại vì cái July này á là sinh nhật ba chồng mình á, 90 tuổi. Cái mình nói với Ly á, anh nghĩ sao để coi thử coi cái mùa dịch này nó qua á mọi người. Nếu như mà nó đỡ hơn á thì hả, cái ngày ngày sinh nhật của ba chồng mình á là ngày 27 tháng 7. Ngày kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng mình là ngày 29 tháng 7. Ngày sinh nhật của mình là ngày 4 tháng 8. Đó, cho nên là nó gần nhau vậy á. Cho nên mình sẽ làm một cái sinh nhật của cho ba chồng mình năm nay, tổ chức bí mật. Năm nay mình sẽ không có đăng ký học mùa hè. Sẽ tổ chức bí mật, mình mua nguyên con heo quay. Xong rồi rồi làm ít đồ ăn gì nè. Rồi ai có gì thì đem thêm. Thì nhà mình là sẽ như vậy. Rồi mình sẽ quay cái video lại kỷ niệm. Cái đó, cái kế hoạch này hay à. That sounds good, huh? It sounds like fun. Fun and also memory for Dan. Uh-huh. Do you understand, like celebrate your birthday for 90 years old and with the big cake and we buy the pork? Yeah. Where is the cake, by the way? Where the cake? Oh. Go to the Costco and then ask them do the birthday cake. Yeah, they'll do one just like Kroger will do one. Yeah, and then we go to Detroit to get the whole pig and celebrate. What do you think? But hopefully don't have a couple. Reason right there. Mình nói với chồng mình á, mình nói với Ly á là ơi, hy vọng là cái thời gian đó nó không có bị dịch nha. Trời ơi, nhà tại nhà Ly cũng đông người lắm mọi người, nhưng mà ai cũng ở xa vậy. Chỉ mọi người nghĩ đi, một người bệnh cái là lấy hết cả một đống luôn á. Rồi gặp hả ba chồng mình lớn tuổi nữa. Đó, Ly thì hả anh ị Ly dễ ngáy lắm. Nói chung là sợ lắm anh ị Ly á. Đó thì hả mình hy vọng đi, thì để coi tình hình dịch nó sao, lỡ mà hả chính phủ nó không có đóng cửa rồi hai dịch này kia là mọi người kiểu như trở lại cuộc sống bình thường á, mọi người hy vọng là vậy. Chứ sống cái kiểu này mệt mỏi quá. Mỗi lần mà đi đâu á hả cũng nghe này nghe kia nó mệt mỏi, mà hả mua đồ ăn này kia về mọi người cũng phải rửa lau chùi này nọ, trời nó mệt gì đâu luôn á, phải nói luôn á, sợ cái cái bệnh chưa chết mà cái sợ hãi rồi đã làm cho mình nó ấy rồi đó. I think it's a good idea. Ok thôi mọi người, cảm ơn mọi người đã xem video clip của hai vợ chồng mình ăn món dịch quay
dịch quay bánh hỏi dịch quay. Nếu mọi người thích những cái video clip của gia đình Ngọc á thì mọi người đừng quên tặng cho gia đình Ngọc Ngọc với Ly một nút like, đăng ký và share kênh của vợ chồng mình. Thì tụi mình rất là cảm ơn mọi người. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ và Happy New Year to everyone. Bye, see you next video. Bye.